Xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Thật là vui tuyệt vời khi hôm nay Cường tiếp tục ngồi và chia sẻ cho quý vị các bạn về tất cả các cái mẫu nhà đẹp mà bên Kiến trúc HCG đã thiết kế và thi công ở trên 63 tỉnh thành. Trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái biệt thự mái Thái hình chữ L như quý vị các bạn nhé, rất đẹp ở thôn Tiên Cựu, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Đây là công trình mà bên Kiến trúc HCG tư vấn thiết kế cho nhà anh Phùng Văn Cường quý vị các bạn nhé. Công trình lần này thì là bao gồm có cái tổng diện tích xây dựng nó rơi vào khoảng 110m², kích thước công trình là từ 8,7 x 16m. Công trình thì là bao gồm tầng 1 thì là bao gồm có một phòng khách, một phòng bếp và một phòng ngủ. Phòng ngủ thì có vệ sinh riêng và một phòng bếp thì có vệ sinh chung cho toàn gia đình quý vị các bạn nhé. Tầng 2 công trình thì là bao gồm có 3 phòng ngủ và một phòng vệ sinh chung cho hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh riêng và một khu vực phòng thờ kết hợp với lại ban công. Thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rất kỹ về công năng, giải pháp để cho quý vị các bạn có thể là nắm bắt được và áp dụng trực tiếp vào trong cái khuôn viên, trong cái công trình của nhà mình. Lần đầu tiên các bạn đến với kênh Kiến trúc HCG thì Cường xin mời quý vị các bạn là hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông để mỗi khi bên mình xuất bản video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất, phải không ạ? Cường xin trân trọng cảm ơn quý vị các bạn vì điều đó. Trong video thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 3 phần chính quý vị các bạn nhé. Phần đầu tiên thì Cường xin mời quý vị các bạn là hãy cùng Cường xem cái phần hình thức công trình. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng cái phần mềm SketchUp 3D để chúng ta tìm hiểu về cái công năng cũng như là cái hình thức chung ở bên ngoài để cho các bác thợ có thể là xem và nắm bắt được và làm cái công trình cho nó chuẩn nhất. Và một điều nữa đó chính là chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích cái công năng. Và phần thứ ba đó chính là một số những cái lưu ý liên quan đến phong thủy để cho quý vị các bạn có thể là nắm bắt được và làm được cái công trình của nhà mình nó đẹp nhất và nó tốt nhất cho quý vị các bạn nha. Bây giờ thì Cường xin phép là sẽ bắt đầu chia sẻ cho quý vị các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn đây đó chính là những cái hình ảnh render công trình ra cho quý vị các bạn xem. Công trình này thì là sẽ được anh Phùng Văn Cường thi công vào đầu tháng 2 năm 2023 như quý vị các bạn nhé. Đây là cái phần, đây là mái này, yêu gọi là mái Thái quý vị các bạn. Còn đây là cái phần ở đằng trước đó, được kết hợp với lại đường giống như là mái Nhật, nhưng mà đó là cái mái ở đằng sau này để tạo ra cho chúng ta nhìn nó có cái chiều sâu và nó đồng điệu về hình thức kiến trúc như quý vị các bạn nhé. Toàn bộ hình thức của cổng cũng được thiết kế phào chỉ nhấn nhá giống như là ở bên trong cái phần cột ở bên trong, thế nên nó tạo ra cho chúng ta cái sự đồng điệu, sự thống nhất của công trình đó. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem các phối cảnh khác của công trình để cho quý vị và các bạn là dễ dàng hình dung hơn. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn đây đó chính là hình thức cái phần tổng quan công trình nhà của anh Phùng Văn Cường quý vị các bạn nhé. Thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là bên mình đang để lại khoảng sân ở đằng trước, nó rơi vào khoảng tầm 7-8m và có một cái lối để đi vào cái khu vực bếp cũng như là khu vực ở đằng sau quý vị bạn. Trên đây đó chính là cái phối cảnh tổng thể công trình. Thì công trình lần này của mình đang thiết kế là bao gồm có 3 mái chính và một cái khu vực mái nhỏ đây nữa như quý vị bạn nhé. 1, 2, 3 mái chính, một mái nhỏ ở đây. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xem tiếp các cái hình thức công trình ạ. Trên màn ảnh của quý vị các bạn đó chính là cái hình thức cái công trình biệt thự 2 tầng mái Nhật hình chữ L. Quý vị các bạn có thể thấy được rằng là cái phối cảnh mặt tiền công trình được Kiến trúc HCG thiết kế cực kỳ là cân đối, đẹp, hài hòa và sang trọng như quý vị các bạn nhé. Quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là toàn bộ cái tỷ lệ của phần mái mái trước khi mà các bạn đang đứng ở cái tầm mắt Cường đang chỉ đây, đó chính là cái tầm mắt, thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là công trình rất là hài hòa về cái tỷ lệ mái rất cao và đẹp như quý vị các bạn, kết hợp với lại mái đằng sau để tạo ra cái điểm nhấn cho cái chiều sâu của công trình. Mỗi một cái không gian, mỗi một công trình thì nó sẽ có một cái hình thức khác nhau như quý vị các bạn nhé, chứ không có một cái công trình nào cái hình thức nó giống nhau cả đâu. Thế nên là khi mà bên Kiến trúc HCG tư vấn thiết kế thì là bên mình phải tính toán cân đối cái bề mặt tỷ lệ làm sao cho nó đẹp nhất để ra được cái công trình cho nhà anh Phùng Văn Cường như các bạn nhé. Chứ không phải là cứ cho cái máy là nó ra được như này, mà kiến trúc sư phải nghiên cứu, thiết kế, tính toán rất chi tiết và phải hình thành ra cái bản vẽ cũng như là phải có những bản vẽ kỹ thuật cho quý vị các bạn. Thì quý vị các bạn là có thể thấy được rằng là toàn bộ cái phần bậc lên bên mình đang làm đây là 3 bậc như quý vị các bạn nhé, 3 bậc. Phần cửa trước là cửa khung, hiện nay là bên mình đang sử dụng là cửa gỗ như quý vị các bạn.
thì các bạn nào mà làm cửa gỗ cũng được, hoặc các bạn muốn tiết kiệm chi phí thì quý vị các bạn có thể sử dụng cửa vân gỗ lõi thép cũng rất là đẹp thì quý vị các bạn. Thứ hai nữa, quý vị các bạn có thể thấy được rằng là phần bên trên để cho cái công trình của chúng ta mềm mại hơn, sang trọng hơn thì là bên mình đang sử dụng cái cột hình tròn, thì quý vị các bạn nhé, là cột hình tròn kết hợp với lại đường vòm ra cao, cái vòm này rất là cao. Chiều cao của vòm tính từ mặt đáy lên bên trên này nó rơi khoảng tầm 1 mét đó, rất là cao đấy các bạn nhé. Nó làm cho cái công trình của chúng ta là nó mềm hơn, thoáng hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Về phần đằng sau thì chúng ta cũng có thêm những cái cột hình vuông để nhấn cho quý vị các bạn. Các bạn xem ở cái phối cảnh góc lần này, quý vị các bạn có thể thấy được rằng là cái phía ở đằng sau đây, đấy chính là cái lối đi vào cái khu vực phòng bếp như quý vị các bạn nhé. Đó, còn bên trên là khu vực phòng thờ, thì đằng trên này thì chúng ta sẽ có thấy được rằng là bên mình đang thiết kế toàn bộ là các cái hệ lam, lam bê tông, hoặc là các bạn có thể sử dụng bằng lam sắt, hoặc là lam gỗ, nhựa để chúng ta làm ra những cái giàn hoa đẹp như thế này. Thì anh có thể là trồng những cái giỏ phong lan, treo những giỏ phong lan ở đây, hoặc là treo những cái hoa dừa cạn vân vân vào đây, thì là cái công trình của chúng ta nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều và nó mềm mại công trình như quý vị các bạn nhé. Đó, để có một công trình đẹp thì không phải nguyên cái kiến trúc đẹp đâu, đó chính là chúng ta cần phải có cái công năng sử dụng tốt, có cái ánh sáng tốt, tức là cái ánh sáng để chúng ta làm cho công trình của chúng ta sử dụng ở trong ngôi nhà của chúng ta nó phải ấm, nó phải hài hòa về tỷ lệ, về ánh sáng vân vân, tất cả những cái đấy nó tạo lại thì chúng ta mới có được một cái công trình hoàn hảo được như quý vị các bạn nhé. Còn đây chính là cái lối đi vào khu vực bếp, và quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là tất cả các cái hình phần cửa sổ thì đều có được thiết kế bằng những cái phào tân cổ rất đẹp cho gia chủ như quý vị và các bạn. Thì đấy là về phần hình thức kiến trúc. Quý vị và các bạn cũng cần xem thêm các cái hình ảnh công trình ở trên đây, đó chính là các cái phần mặt bằng bố trí nội thất, đây là cái phần phối cảnh ở đằng sau đó. Thì tất cả những cái hình ảnh này thì là bây giờ thì Cường xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường sử dụng cái phần mềm 3D để chúng ta xem cái công trình. Ở đây trên màn hình của quý vị các bạn đó chính là cái phần mềm 3D công trình của nhà anh Phùng Văn Cường. Thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là tất cả các cái chi tiết thì đều được kiến trúc HCG tính toán thiết kế rất là hài hòa cân đối cho quý vị và các bạn. Quý vị các bạn là có được cái công trình đẹp nhất như quý vị các bạn nhé. Đây là tất cả những hình thức, đây là cái thước cột, các bác thợ xây các bác xem, nhưng mà các bác không thể nào làm được y hệt công trình của bên mình làm đâu ạ. Bởi vì là sao ạ? Bởi vì tất cả những cái này thì phải làm để công trình ra được đẹp và chuẩn, thì chúng ta cần phải có các cái bản vẽ về 3D của cột hay là các cái kích thước cột. Thế còn là khi mà các bác xem xong các bác chỉ bắt được hình thôi, còn khi mà làm ấy, thì là nếu mà không có bản vẽ chuẩn thì các bác cũng không thể nào làm được đẹp đâu, mà nó sẽ rất là lòng hoàng như quý vị các bạn nhé. Đấy là Cường xin phép chia sẻ thật cho các bạn là điều đấy. Đây trên đây cũng là cái hình thức cột này, cột này bên mình đang làm rất to và rộng, nó rơi khoảng 540. Những cái cột như thế này ấy, thì thường thường là không bao giờ bị lỗi cho với lại thời gian như quý vị bạn nhé. Tất cả các công trình tân cổ mà đã có sự thiết kế và tính toán từ tỷ lệ hài hòa về phào chỉ thì sẽ không bao giờ bị lỗi so với thời gian và cực kỳ là đẹp. Đấy, phần bên dưới này thì để cho công trình mềm mại hơn thì bên HCG đang thiết kế được một cái đường cong, một cái phào cong. Đây là một cái phào cong như quý vị bạn nhé. Kết hợp bên dưới đó chính là họa tiết hoa văn con tiện rất là đẹp đúng không ạ. Còn thứ hai nữa, toàn bộ cái phần phào cửa ở đằng trước này bên mình cũng đây, các bác xem cái phần 3D và trên cái bản vẽ 3D của bên HCG thì đã có hết rồi đó. Các bác có thể thấy được rằng là các cái cổ của phào phần cửa đi cũng rất là đẹp và cực kỳ là nhấn nhá như quý vị các bạn nhé. Thì đấy chính là cái phần hình thức công trình chúng ta xem ở bên 3D bên ngoài chúng ta có thể là nắm bắt được. Thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích cái công năng bên trong, và sau đó thì chúng ta sẽ xem qua cái bản vẽ chi tiết công trình. Bản vẽ công trình của nhà anh Phùng Văn Cường thì rất là nhiều, nó rơi vào khoảng tầm từ hơn 120 bản vẽ đổ lên các quý vị bạn nhé. Hồ sơ nó dày khoảng tầm gần 2 phân rưỡi 3 phân các quý vị bạn ạ. Rất tất cả các chi tiết thì đều được bên HCG thiết kế có 3D mô tả cho quý vị và các bạn để quý vị các bạn có thể là làm công trình nó chuẩn nhất như quý vị các bạn nhé. Thế còn trên đây đó chính là cái mặt bằng công năng tầng 1. Cái chiều rộng này của ngôi nhà nó rơi vào khoảng tầm 8,7, còn chiều sâu này nó rơi vào khoảng tầm 16 mét. Bước chân vào khu vực sảnh chính, đây là cái khu vực sảnh chính, thì quý vị các bạn sẽ thấy được ngay đó chính là một cái không gian phòng khách
nhô ra ngoài có hai phần cửa sổ ở phía này để lấy ánh sáng đó. Còn là ở cái gian trước này thì chúng ta có thể là đặt tivi, và ở phần ở đằng sau thì là bên mình đang làm một cái phòng khách cực kỳ là sang trọng, ấm cúng đó. Tiếp theo chúng ta có một cái khu vực cầu thang, đây chính là khu vực cầu thang đi lên bên trên quý các bạn nhé. Và kết nối giữa khu vực cầu thang và phòng khách đó chính là cái khu vực bếp. Chúng ta ngồi đây chúng ta sẽ nhìn được cái khu vực bàn bếp như quý các bạn. Thế còn là ở trong bếp thì chúng ta sẽ không nhìn thấy đó. Thì đây là cái khu vực bếp này, chậu rửa, tủ lạnh, chậu rửa, và đây là cái khu vực nấu. Thế thì quý vị các bạn sẽ thấy ở đây có một cái phòng vệ sinh, đây là cái phòng vệ sinh chung cho gia đình quý vị các bạn nhé. Thì nhiều bạn hay hỏi Cường là anh Cường ơi, cái phòng vệ sinh này đặt ở khu vực bếp có ảnh hưởng gì không? Đây là cái khung rất là xấu của nhà anh Phùng Văn Cường mình đặt vệ sinh ở đây. Thế còn là trong cái phong thủy thì chúng ta tránh, đó chính là đặt cái bếp tựa vào nhà tường, nhà vệ sinh đó. Thế còn cái phần này đó chính là cái phần chậu rửa thì không vấn đề gì nhé quý vị các bạn nhé. Đấy là cái chia sẻ cho quý vị các bạn, để quý vị các bạn là hình dung và hiểu được. Thế còn cái phòng là vệ sinh này nó bé thôi, chỉ dư khoảng 3m² để cho toàn bộ gia đình sử dụng. Còn đây có một cái lối cửa đi ra phía đằng sau nhé quý vị các bạn nhé. Trong một cái không gian nhà ở thì chúng ta luôn luôn có một cái điều, đó chính là có một cái khu vực cái phòng ngủ ở dưới tầng 1 dành cho bố mẹ, bởi vì là chúng bố mẹ chúng ta khó có thể là leo cao được. Thì nhà anh Phùng Văn Cường cũng vậy nhé quý vị các bạn nhé. Đây chính là cái không gian tầng 1 của nhà anh, có một cái khu vực phòng này được hơn 13m và có vệ sinh riêng nhé quý vị các bạn. Thì công năng vệ sinh thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là bên HCG đang thiết kế bên trong là phòng tắm, bên thứ ngoài này là cái khu vực khô, đó là xí, và bên này là lavabo, chậu rửa nhé quý vị các bạn. Quý vị các bạn đang xem ở cái đoạn vệ sinh này thì Cường cũng xin phép là chia sẻ cho quý vị các bạn là một cái hay trong cái thiết kế mà nhiều khi mà các chúng ta làm nhiều công trình rồi, hoặc là chúng ta đã thi công nhiều công trình rồi, thì chúng ta mới có thể là tính toán ra được những cái này đó. Các bạn có thể thấy một cái hộp này không ạ? Đây chính là cái khu vực hộp kỹ thuật như quý vị các bạn nhé. Thế thì tại sao mà bên HCG lại đẩy hai cái hộp kỹ thuật này ra bên ngoài mà lại không đẩy vào bên trong cái nhà để cho nó nằm trong một khuôn đất? Thì Cường xin phép là sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn là nếu mà bên mình đẩy ra bên ngoài như thế này thì toàn bộ cái phòng vệ sinh này sẽ cực kỳ là rộng rãi như quý vị các bạn nhé. Và cái thứ hai là nếu mà có bị hỏng hóc là rất là dễ dàng sửa chữa. Và thứ ba nữa đó chính là chúng ta sẽ không bao giờ bị thấm ở trong tường nhà vệ sinh ạ. Cường xin mời quý vị các bạn bước chân lên trên tầng 2 ạ. Khi mà quý vị các bạn bước chân lên trên tầng 2 của công trình thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là có một cái không gian ở đằng này, đằng giữa đây. Về cái phần tiền sảnh của tầng 2 thì là hơi chật một chút cho quý vị các bạn nha. Đây là Cường xin phép là chia sẻ thực sự luôn, nó rơi vào khoảng tầm 1m6 đến 1m2 thôi. Đó chính là các cái lối hành lang để chúng ta đi vào cái khu vực phòng thờ cũng như là đi vào các cái khu vực phòng ngủ luôn. Thế còn nếu mà các bạn mà muốn có một cái không gian ở đoạn này nó rộng, quý vị các bạn có thể là bỏ cái bức tường ở cái khu vực phòng thờ này đi, và thay vào đó là khi mà chúng ta bố trí cái phòng thờ đặt vào đây, ví dụ như các bạn bố trí một cái bàn thờ to các bạn đặt vào đây, thì các bạn chỉ cần là làm cho Cường một cái phần chắn, tức là chúng ta chỉ cần làm cái kệ và cũng như là làm bình hoa lục bình ở đây, hoặc là chúng ta sẽ treo một cái bức tranh gì ở đoạn này, hoặc là một cái vách xin xi nhỏ bên cạnh, thì cái không gian khi mà chúng ta bước chân lên trên tầng 2 này nó sẽ rất là thoáng và rất là rộng như quý vị các bạn nhé. Thế còn về cái không gian, cái công năng tầng 2 thì đây chính là cái khu vực phòng thờ nhỏ nhỏ thôi như quý vị các bạn. Thì chúng ta có thể là buổi sáng chúng ta mở cái cửa này ra và ra bên ngoài này thì là có ban công, thì chúng ta có thể ngồi uống nước bên ngoài, hoặc là chúng ta có thể là tưới hoa, tưới những cây phong lan rất đẹp của nhà anh Phùng Văn Cường ở đây. Cường thì cũng rất là thích yêu cây nhé quý vị các bạn. Có một điều nữa là ở trong cái phòng ngủ của anh chị thì là nằm ở bên trên cái khu vực phòng khách có vệ sinh riêng, cũng được đẩy toàn bộ cái khối hộp kỹ thuật ra hẳn bên ngoài, làm cho cái không gian cái phòng khách ở bên dưới không hề có không hề bị những cái hộp kỹ thuật lồi ra, và làm cho không gian rất là vuông vức, đẹp và sang trọng nhé quý vị các bạn nhé. Đây chính là cái phần bố trí công năng ở trên tầng 2 phòng ngủ của anh chị, rất là rộng rãi. Phòng ngủ của anh chị thì là được 18,2m² như quý vị các bạn nhé. Và chúng ta cũng có phòng ngủ bên dưới đây là được 13,2m² thẳng theo cái
trục từ dưới lên, còn vệ sinh cũng được tính toán thẳng từ trục từ dưới lên. Đó, và đằng sau này phòng ngủ 03 này là được 18 mét vuông này. Đó, phòng ngủ của anh chị đây là được 23 mét vuông, lúc nãy Cường nói nhầm. Nhưng quý vị các bạn thì đấy chính là về cái công năng, cái không gian của nhà anh Phùng Văn Cường như quý vị các bạn nhá. Thì còn bây giờ thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường xem qua cái bản vẽ mặt bằng PDF. Đó, thì trên một bộ hồ sơ bản vẽ nó có rất là nhiều các bản vẽ khác nhau. Ví dụ như bộ hồ sơ của nhà anh Phùng Văn Cường thì nó rơi vào khoảng hơn 120 bản vẽ. Tất cả các cái phần mềm, tất cả các cái bản vẽ thì đều tính toán chuẩn về phong thủy. Đó, thứ hai là tính chuẩn cho quý vị và các bạn về các cái kích thước để cho quý vị các bạn có thể thi công, và làm cho quý vị các bạn thêm những video hướng dẫn đọc bản vẽ và những cái lưu ý cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn là làm một cái công trình nó chuẩn nhất. Đối với hồ sơ bản vẽ của bên kiến trúc HCG thì quý vị các bạn biết rồi, tất cả các bản vẽ thì đều được mô phỏng ở trên 2D kết hợp với lại 3D. Đây ví dụ như chúng ta xem những chi tiết khó thì bao giờ cũng có những cái phần 3D đi kèm theo như quý vị các bạn nhé, để cho quý vị các bạn là dễ dàng hình dung, dễ dàng làm ạ. Đây ạ, ví dụ như chi tiết cửa này thì đều có 3D này. Đó, và tất cả những cái kích thước thông thủy ở đây là đều là chuẩn với lại phong thủy hết nhé quý vị các bạn nhé. Đó, các bạn nào chưa biết thì các bạn có thể là lên website kiến trúc HCG để chúng ta tính toán phong thủy ạ. Đây ạ, không thì các bạn có thể thấy được rằng là ví dụ như đây là chi tiết của cái cột này thì chúng ta đều có cái 3D ở bên cạnh luôn nhé quý vị các bạn nhé, để các bác thợ là làm nó chuẩn nhất đấy, cứ 2D thì kết hợp với 3D anh làm để cho nó chuẩn và nó đẹp. Được, tất cả các chi tiết từ cổng, cửa, giả, hàng rào thì đều có và rất rõ ràng cho quý vị các bạn, vì đây là bản vẽ hồ sơ chi tiết từ những cái con tiện lan can đều có hết vân vân, để cho các bạn yên tâm các bạn làm công trình nó chuẩn nhất nhé quý vị các bạn nhé. Thì vừa rồi Cường đã xin phép là đã chia sẻ cho quý vị các bạn về công trình của nhà anh Phùng Văn Cường ở thôn Tiên Cựu, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Thì trong cái video sau thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách đọc hồ sơ bản vẽ này và những cái lưu ý về thi công để cho anh Cường cũng như là gia chủ cũng như là thợ của anh có thể là nắm bắt được và có thể hiểu được cái công trình và áp dụng và làm cho cái công trình của nhà anh Cường nó tốt nhất và chất lượng nhất như quý vị các bạn nhé. Còn trong bất cứ một vấn đề gì liên quan đến thi công thì là bên mình bao giờ cũng có cái kế hoạch để nhắc cho gia chủ này về mác vật tư, vật liệu này, hay là những cái lưu ý gì để làm cho cái công trình nó chuẩn nhất. Đó, bất cứ một cái nhóm thiết kế nào của bên mình cũng có các bạn phụ trách và luôn luôn trực tin nhắn 24/24 những các bạn, nhưng các bạn chỉ cần nhắn tin cái là bên mình sẽ xử lý ngay, hay là các bạn chỉ gọi webcam cái là bên mình sẽ hướng dẫn rất rõ từng chi tiết cho quý vị các bạn, để quý vị các bạn có thể là làm được cái công trình nó tốt và nó chất lượng cho quý vị các bạn. Lần nữa thì Cường cũng xin phép là cảm ơn anh Phùng Văn Cường rất là nhiều, cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ thiết kế của kiến trúc HCG. Cường xin chúc anh và toàn thể gia đình của nhà anh Phùng Văn Cường luôn luôn mạnh khỏe, an lành, luôn đạt được cái mục tiêu của mình trong cuộc sống. Và tới đây năm 2023 anh xây nhà xong thì anh cà vào nhà mới thì anh càng ngày anh càng khỏe mạnh cũng như là gia đình hạnh phúc và làm ăn phát đạt, đấy là tất cả những cái điều mà mong muốn của kiến trúc HCG dành tặng cho anh. Còn bạn nào mà đang có nhu cầu tư vấn thiết kế, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Cường qua số điện thoại là 0988799322 hoặc tất cả các cái đường link ở bên dưới như quý vị các bạn nhé, để chúng ta có được cái công trình đẹp nhất. Bây giờ thì Cường xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.